Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại lễ giỗ ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường lần thứ 204 được diễn ra vào ngày mùng 8, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm nha các bạn. Hiện bây giờ mình đang có mặt ở đây là chiều tối ngày mùng 7 các bạn. Ngày mùng 7 để mình đến ghi hình cho các bạn xem công tác chuẩn bị cho lễ giỗ diễn ra như thế nào. Như các bạn nhìn thấy mà hiện bây giờ vị trí mình đang đứng ở đây đó chính là chợ Ngã Tư Đèn Dầu. Đây chính là chợ Ngã Tư Đèn Dầu các bạn. Một ngôi chợ mà năm xưa ông bà chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường đã lập nên. Và hiện bây giờ như các bạn thấy là ngôi chợ rất là trù phú, rất là sầm uất. Và con đường này dẫn đến ngay phía trước đền thờ của ông bà. Và hiện bây giờ thì như các bạn thấy là ngày hôm nay như mình đã nhận thấy là tất cả công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây là lối vào đây. Các bạn thấy là khu vực có lối vào được bài trí hoa tươi cũng như những tiểu cảnh để cho chúng ta đến thưởng lãm. Và một loại cây không thể thiếu đó chính là cây quýt nha các bạn. Đây các bạn có thể là nhìn thấy đây là những cây quýt để chúng ta tưởng nhớ lại vườn quýt của ông bà năm xưa. Khu vực ngay phía trước này thì chúng ta sẽ được thưởng lãm những tiểu cảnh cũng như là những cái không gian triển lãm tại đây. Đằng xa nữa là khu vực sân khấu nha các bạn. Mình cũng rất là tranh thủ đến sớm để ghi hình chia sẻ các bạn xem. Nhưng mà đường cũng khá là xa các bạn, nên mình di chuyển tới đây là cũng hơn 6 giờ rồi. Bây giờ tại sân khấu thì mình thấy là các ban tổ chức cùng với các bạn cũng đang test lại hệ thống âm thanh cũng như hệ thống ánh sáng. Và đây là không gian triển lãm những vật cổ xưa các bạn. Nhưng mà hiện tại là mình thấy ban tổ chức cũng đang triển lãm một số vật dụng thôi, cũng chưa có trưng bày hết. Điện cũng đang hoàn thiện nè bạn, trong giai đoạn hoàn thiện thôi. Giờ mình cũng ghi hình sơ cho các bạn thấy, xem qua. Tại vì lễ giỗ á, theo là treo cái lịch á là ghi là ngày mùng 9 mùng 10 nha các bạn. Nhưng mà ngày mai sáng 8 giờ sáng sẽ có phần lễ nghinh sắc ông bà đi một số trục đường chính của thành phố Cao Lãnh. Nên là ngày hôm nay mình tranh thủ đến sớm. Cái này cũng đang làm chứ cũng chưa xong hả? Xong rồi anh, dưới đem đồ luôn dụng
À, vậy là còn thêm đồ trưng bày nữa, vậy sáng mai mình sẽ hoàn thiện luôn. Cái tủ này lấy tiền. À, cái đó là tiền xưa á, anh, tiền Việt xưa. Tiền xưa cao qua các mọi thời là đại á. À. Ủa mấy cái này trưng bày này là gì anh? À, cái này là gỗ lũa, này là đá đá ong. Ong, kêu là ong mà này là đá núi lửa. Đá núi lửa à. Còn cái gỗ này nè nó. Gỗ lũa, gỗ này là dưới sông á. Gỗ lũa hả? Lũa. Nó dưới sông cái sông lớn. À, có nghĩa là cái cây lâu năm rồi khi nó bị cuốn trôi dưới nó mòn dần nó còn vậy đó hả? À, vậy là kêu gỗ lũa. Gỗ lũa. À. Kêu là sao sông lớn á. À, cái này là mình vớt lên từ những sông lớn. Sông lớn. À. À, nghe anh ở đây chia sẻ đây là những cái loại gỗ lũa các bạn, những cái cây lâu năm mà sau khi nó bị cuốn trôi xuống sông nó mài mòn dần nó còn lại như thế này. Còn đá này gọi là đá núi lửa. Đá núi lửa. À. Em phải thường mình kêu dạ. Cái hũ này đựng gì anh? Đường ngày xưa. Đường à, xưa đựng đường mặt á ha. Đường mặt đó rồi mình hết đường rồi bắt đầu mới lấy làm mắm làm cái đó nha, tỉnh nha. À, đây là không gian những cái vật dụng thời xưa nha các bạn. Và điều mình thấy đây là có hai chiếc đèn mang sông nha. Đèn mang sông. Đèn này giờ tượng trưng thôi chứ mình có không có sử dụng anh. Sử dụng bình thường anh. À. Sử dụng bình thường á. À, có nghĩa là vẫn sử dụng được ha. Cái này là cái nồi đồng hả vậy? À, nồi đồng đốt cơm hồi xưa đó. À, con này là gốm ha. À, gốm này là gốm. Gốm lá thiêu. À. Ờ, cái đèn này em biết nè. Cái đèn này là em có một cái. Nhưng mà nó giờ cũng để chưng thôi chứ không ai xài làm gì. Đúng là hao dầu thiệt nha. Nó không phải như đèn mang sông. Đây mấy cái đèn này. À. Anh Thính không thấy luôn. Thì bây giờ thì như anh đây chia sẻ là ngày mai sẽ trưng bày thêm những tờ tiền Việt các bạn, tờ tiền Việt và những cái mệnh giá vài chục đồng đó hoặc là vài xu, ngày mai sẽ bắt đầu trưng bày vào những chiếc tủ này. Dạ. À, cái tờ tiền vậy đó ha. À. Tờ tiền nè. Đồng sen này nè là trước giải nước, phóng nước Đông Dương. Dạ đúng rồi. Ồ nó có tờ 1.000 nữa ha. Ồ tính ra hồi xưa tờ 1.000 vậy lớn lắm á. Lớn lắm. Chỉ một tờ này. Tờ này ngày xưa là đi mua không có tiền thối nào. 50.000. À 50.000 hình như là mình có xài phải không anh? Mới ra đó à, em nhớ mới có ra cái sao đổi tiền polymer nè. Ủa vậy là có 50.000 ha. Rồi mấy tiền này là tiền Đông Dương. Ba nước Đông Dương á. Bây giờ cũng chưa có đầy đủ các bạn, có lẽ là tối sáng mai mình sẽ quay lại, mình sẽ ghi hình cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đi vòng quanh cái khu vực các tiểu cảnh này nha các bạn. Đây chúng ta có một cái không gian để chụp ảnh rất là lý tưởng đây. Và năm nay mình thấy là có phần khác so với năm rồi. Năm rồi mình nhớ là mô hình chiếc cầu khỉ các bạn, cầu tre. Và bây giờ là đổi thành một ao sen như thế này. Và mình cũng quên chia sẻ các bạn là mình đang ở đây là có mặt tại trung tâm của vùng đất Sen Hồng nha các bạn, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tên Cao Lãnh cũng xuất phát từ tên của ông bà Đỗ Công Tường. Trước đây thì ông tên là Lãnh và làm chức vụ câu đương, có nghĩa là phân xử những vụ kiện ở trong làng và người ta gọi tắt là ông Câu Lãnh. Và dần dần sau này khi ông bà mất thì mọi người nối trại đi thành là Cao Lãnh cho đến ngày hôm nay. Chính vì vậy địa danh Cao Lãnh là đang nhắc đến tên của ông bà Đỗ Công Tường nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn thấy đây là có những cây quýt đó nha các bạn. Những cây quýt đây. Đây là cây quýt thật. Để chúng ta tưởng nhớ lại năm xưa ở nơi đây chính là những vườn quýt rất là trù phú, rất là tươi tốt của ông bà chú vợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường. Ở đây một không gian chúng ta có thể là đến thưởng lãm. Đây là thuốc. Dạ con chào chú.
Ủa đây là mình thuốc đông y hay là thuốc thuốc nam hả chú? À con nhìn con thấy tưởng thuốc bắc chứ. Dạ, đây vậy là cũng có thuốc bắc luôn. Dạ, đây các bạn, không gian thuốc nam và thuốc bắc. À, theo mình biết ở đây là cái đường phèn các bạn, đường phèn. Này là thuộc địa phải không chú? À, cái đen đen này là thuộc địa nè. Còn cái kia táo tàu. À, còn mấy này không biết à, biết một vài trái à. Rồi, cái này là cái này sâm phải không chú? Dạ, đây là sâm. Đây các bạn có thể là nhìn thấy những cái thang thuốc rồi các bạn có thể là tưởng nhớ lại năm xưa. À, năm xưa thời ông bà sống ở đây thì mọi người chữa trị bằng những thang thuốc như thế này chứ chúng ta không có thuốc tây y nha. Thôi để mình đi chỗ khác nha bạn. Rồi con chào chú, cảm ơn chú. À, mình sẽ di chuyển sang một không gian khác. À, bên đây là phải là có tranh thư pháp. Đây mình thấy các bạn trẻ ngày hôm nay cũng đã đến chụp hình và thưởng lãm rồi nha các bạn. À, không biết là bây giờ chưa lên đèn được hay là mới chưa hoàn thiện các bạn. Chắc có lẽ là một hồi mình sẽ quay trở lại một lần nữa để mình xem coi khu phố này lên đèn sẽ như thế nào. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cánh đồng ruộng lúa nha. Lúa thật nha các bạn, lúa thật được các nghệ nhân sắp xếp bằng như là bỏ vô các chậu bạn, các chậu rồi sau đó là sắp xếp để trên đường phố như thế này. Và bây giờ khu vực sân khấu có nhạc rồi, chắc có lẽ là mình sẽ mời các bạn đồng hành với mình để chúng ta cùng tiến vào chánh điện nha, để chúng ta dâng hương và cũng xem hoàn cảnh bên trong chánh điện công tác chuẩn bị ngày hôm nay như thế nào rồi. Đây không gian bày bán các mặt hàng nông sản như là chuối, dừa, rồi bí rợ nè, rồi bắp. Đây là bắp thiệt không bắp giả bạn? Bắp thiệt à, bắp thiệt, khóm nè ha. Mía. Một không gian đậm chất Nam Bộ xưa. À, bây giờ các bạn trẻ mà hiếm khi gặp được một ngôi chợ như thế này các bạn. À, đây chúng ta đến đây chúng ta sẽ được chứng kiến ban tổ chức tái hiện lại những không gian của cạnh chợ Cao Lãnh xưa. Và đây chính là phía trước cổng đền thờ ông bà Đỗ Công Tường. Bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với mình để chúng ta cùng tiến vào bên trong nhé. Ngay phía trước đền thờ của ông bà đã được hai người dân xây dựng rất là khang trang nha các bạn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mùng 7 thì mình thấy là khắp thập phương đã về đây để dâng hương và viếng mộ ông bà rất là đông rồi.
trong chánh điện đền thờ của ông bà. Gì cũng gần đây không? Dì ở thị trấn Vĩnh Tre. Dạ, vậy là cũng của An Giang ha, bên An Giang, vậy gì qua đây cũng cũng gần mà. Qua đây mấy năm nay con có về tới đình quay 18 tháng 5 với lễ Đức Ông Đức Bà đó hơn. Hôm con có về bữa lễ 18 tháng 5. Vậy đó. Dạ, trước đó thì con không có đi tại vì bữa đó hình như trùng với lễ vía bà chú xứ. Đúng rồi, phải là chính xác. Dạ, dì qua đây lâu chưa? Cô qua đây hôm qua, coi như là cô về đây năm nay 10 năm nay, bởi vì mới thấy con lần đầu tiên. Dạ, là mới mùng 7 là gì đi rồi đó hả? Ừ. Tại vì lễ chánh lễ hình như con nghe là mùng 9, mùng 10. Đúng. Dạ. Nhưng cô biết hơn, ở đây là 28, bên ông Tiên Trung Hậu rồi là bà con tốt đây dữ lắm, đặng mà làm phận sự, treo cờ, chế đồ quét dọn đó. Dạ, con, bài ra. Con nhớ như là sáng mai là lễ nghinh sắc ông bà. Đúng, chính xác, ngày mai. Dạ. Dạ, dạ. Thật, dạ con chúc chị có chuyến đi thật là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn nha dì. Dạ, con chào dì. Mình có dịp gặp một vị khách, một dì đến từ Kinh Sáng Vĩnh Tre các bạn, của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Dì cũng đến rất là sớm ngày hôm nay, mặc dù là tối ngày mùng 7 các bạn, tối ngày mùng 7, nhưng mà dì cũng đã đến đây để dâng hương và kính lễ ông bà. Khi về đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,
nhắc đến ông bà chủ chợ Cao Lãnh, ai ai cũng sẽ nhớ nghe đến ông bà Đỗ Công Tường với lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc. Với những người làm nghề kinh doanh, mua bán thì lại càng tôn trọng, ngưỡng mộ hơn, vì họ luôn tin rằng sự buôn may bán đất, gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt chính là nhờ sự phù hộ độ trì của vợ chồng ông bà. Theo sử sách ghi lại, ông Đỗ Công Tường là người gốc miền Trung, theo gia đình di cư vào Nam vào thời các chúa Nguyễn, cách này hơn 200 năm. Ông Đỗ Công Tường, tục danh là Lãnh, cùng vợ đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà dưới thời Vua Gia Long. Nhờ tính chăm chỉ, cần cù, khai khẩn đất quan, trồng vườn tược, không bao lâu sau, ông bà đã trở nên khá giả từ quê lợi của khu vườn quýt. Vườn quýt của ông bà là nơi rộng rãi, mát mẻ, lại thuận tiện cả đường sông lẫn đường bộ, nên người dân trong làng thường họp nhóm ở đây để buôn bán, trao đổi hàng hóa, lần lần trở nên đông đúc và hợp thành chợ. Vốn sẵn tính tốt hay giúp đỡ bà con chòm xóm, ông bà bàn nhau che cất liều, những chiếc chòi, chiếc liều bằng tre lá nơi vườn quýt của ông bà để có chỗ cho bà con mua bán mà không lo việc mưa nắng. Lần hồi thì các nơi khác, chẳng hạn như là bên chợ Thành Hòa, tức là chợ Hòa An hiện nay, cũng dời qua, làm cho nơi này trở nên tấp nập và đông đúc hơn, hình thành trở nên khu chợ vườn quýt. Dân chúng quanh vùng ai cũng đều quý mến ông bà. Thấy ông có tính cương trực, lại có học thức, nên người dân trong làng cử ông giữ chức câu đương. Câu đương đây có nghĩa là trông coi việc phân xử những vụ tranh chấp trong làng. Từ đó, người dân quen gọi chức vụ và tên tục của ông là Câu Lãnh. Trong khu chợ cũng trong khu chợ vườn quýt thì cũng được người dân gọi là tên của ông, như là chợ ông Câu hay là chợ Câu Lãnh. Tuy nhiên, vào năm Canh Thìn năm 1820, địa phương này đã xảy ra một trận dịch bệnh, đó chính là dịch tả, rất là nghiêm trọng, làm cho nhiều người chết. Tại thôn Mỹ Trà, chính là tại chợ Cao Lãnh hiện nay, người dân bị mắc bệnh dịch tả chết rất là nhiều, ngày nào cũng có người chết, có nhiều gia đình, người thân chết gần hết. Chính vì vậy, hai ông bà Đỗ Công Tường cùng lo tìm thầy thuốc, một mặt lo tìm thầy thuốc cứu chữa cho bá tánh, một mặt cầu khẩn trời Phật cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Ông bà xin nguyện sẽ chết thế cho dân. Vào ngày 6 tháng 6 năm Canh Thìn, tức là năm 1820, ông bà tắm gội sạch sẽ, lập bàn hương án giữa trời để cầu khấn, nguyện ăn chay nằm đất 3 ngày để tỏ lòng thành. Vào tối ngày 9 tháng 6 thì bà qua đời. Đang lo tang lễ cho bà thì ông cũng phát bệnh và qua đời ngay sau đó vào ngày 10 tháng 6. Người dân ở đây cảm cái nghĩa cử cao đẹp của ông bà nên lo chôn cất cẩn thận. Sau khi ông bà mất ít lâu thì cơn bệnh ngặt nghèo, cơn dịch bệnh cũng đã dần dần dứt hẳn. Tưởng nhớ đến công ơn và sự hy sinh đó, người dân cùng nhau dựng ngôi miếu thờ ông bà bên rạch Thầy Khâm, còn gọi là miếu ông bà chủ chợ. Từ đó, chợ ông Câu được gọi là chợ Câu Lãnh, và lâu ngày thì người dân cũng gọi trại thành chợ Cao Lãnh cho đến ngày nay. Đồng thời, thành lập hội cúng tế, cúng bái, di tu và bảo dưỡng công trình và xây dựng khang trang cho đến ngày hôm nay. Vào năm 1935, vua Bảo Đại sắc phong cho ông bà là Dực Bảo Trung Linh Hưng Phò Chi Thần. Đây cũng là bằng chứng lịch sử có giá trị về công lao của ông bà Đỗ Công Tường đối với vùng đất Cao Lãnh. Và địa danh ấy đã tồn tại hơn 200 năm nay. Hàng năm, lễ giỗ của ông bà được diễn ra vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 âm lịch hàng năm, được người dân tổ chức hết sức trang trọng và thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp nơi đổ về để chiêm bái. Đền thờ ông bà ngày nay tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã có quyết định xếp hạng khu mộ và đền thờ ông bà Đỗ Công Tường là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đền thờ ông bà là nơi lưu dấu tiền nhân thời kỳ khẩn quan lập ấp của vùng đất Cao Lãnh nói riêng và Nam Bộ nói chung. Di tích thể hiện tín ngưỡng của nhân dân đối với bậc tiền nhân đã có nhiều công lao đối với quê hương đất nước, và cũng là nơi lưu giữ giá trị vật chất tinh thần của người dân vùng đất này. Thấy là ngay đây là ngay phía lễ đài các bạn, lễ đài thì các bên bộ phận kỹ thuật cũng đang test âm thanh. Cũng như thông lệ hàng năm các bạn, phía sau lễ đài đó chính là khu vực tổ chức giải lân sư rồng. Các bạn đang tập vợt nha các bạn. Đây là giải lân sư rồng trên cúp Đỗ Công Tường lần thứ 2 năm 2024. Chiều ngày mai sẽ chính thức thi đấu. Mỗi một đội như vậy là như theo hàng năm á, mình thấy là khoảng 10 phút nha các bạn, hoàn thành tất cả các phần thi đấu của mình. Đây là phần múa lân Mai Qua Thung. Phải nói là những cảnh năm rồi mình xem phải nói là khóc tim luôn các bạn. Rất là hồi hộp.
bây giờ các vận động viên đang kiểm tra lại đường múa của mình, và cũng như là cũng luyện tập luôn bạn, giờ lại. Theo thông lệ hàng năm thì lúc sáng sẽ diễn ra phần lễ hết sức là quan trọng, đó chính là phần lễ nghinh sách của ông bà. Từ thời Thế Tổ và các công trường chính của thành phố Cao Lãnh, buổi chiều sẽ diễn ra phần lễ cúp lên sư đồng Đỗ Công Tường. Thì bây giờ mình đang đến được khu vực đáy cơm nha các bạn. Cách đền thờ ông bà chú chợ Cao Lãnh cũng khoảng vài trăm mét thôi. Ở đây là ngay trường tiểu học. Nhưng mà khi mình đến đây bây giờ tối các bạn, bây giờ cũng gần 7 giờ nên mọi người cũng nghỉ bớt rồi. Chủ yếu là mình quay để cho các bạn biết ngày mai hoặc là ngày mốt. Lễ chính thức là sẽ ngày 9, ngày 10 các bạn. Như ngày mai sẽ có phần lễ nghinh sách của ông bà vào buổi sáng. Buổi chiều có giải lân sư rồng trên cúp Đỗ Công Tường lần thứ 2 năm 2024. Và theo như mình đi lễ năm rồi á, thì bắt đầu từ ngày mai là lượng khách về đây để dân hương rất là đông. Và các bạn có thể là đến đây để dùng cơm chay, bún hoặc là những món thức uống. Ở đây hiện bây giờ thì mình thấy ở đây là còn phía trong mọi người cũng có ăn cơm chay. Bây giờ thức uống thì còn có học é nè các bạn. Hồi nãy em tính lại quay mà gấp chạy lại đằng chánh điện rồi lại đây, giờ còn học é không nha các bạn. Rồi các bạn có thể là đến đây để ăn uống, cách chỗ đền thờ của ông bà cũng không có xa lắm, tất cả đều miễn phí hết nha các bạn. Ở đây là đoàn nào hắn chị? Chị Lâm Phú Quốc phải không? Không, này cô Nghĩa. Bên đây là cô Nghĩa là khác nữa, còn bên đó là Lâm Phú Quốc. Tại em năm rồi em có ghé đây rồi. Đây là cô Nghĩa ở tại đây. Ở đây tại Cao Lãnh luôn không cô? Cô ở đây ngửi đây luôn không? Vậy là năm nào cô cũng làm nước gì đó. Dạ, vậy năm nào cô cũng để nước cũng tại chỗ này. Ở đây là địa chỉ, đây là trường gì cô? Trường tiểu học Lê Quý Đôn. Đường Cách Mạng 8 nha bạn. Cách Nghe gần ngã tư Đèn Dầu. Lúc nãy là mình vừa đến đầu video để mình ghi hình chia sẻ các bạn. Các bạn có thể là đến đây ăn cơm, ăn bún, rồi cháo, nước uống hoàn toàn là miễn phí hết nha các bạn. Rồi thay mặt bà con cô bác cảm ơn các cô, các anh chị rất là nhiều đã hỗ trợ với ban tổ chức để chăm lo cho bà con cô bác khi đến dự lễ. Vừa rồi mình cũng đã ghi hình và chia sẻ các bạn xem quang cảnh công tác chuẩn bị cho lễ giỗ lần thứ 204 ông bà chú chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được diễn ra, lễ sẽ được diễn ra vào ngày mùng 8, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm nha các bạn. Và video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Lúc sáng mình sẽ tranh thủ đến sớm để tham dự và ghi hình chia sẻ bạn xem phần lễ hết sức là quan trọng trong ngày sáng nay, đó chính là phần lễ thỉnh sắc hay gọi là nghinh sắc ông bà, từ chánh điện đến mộ và sau đó là đi vòng quanh các trục đường chính của thành phố Cao Lãnh.